Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gửi đến cho các bác một video giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm siêu đẹp. Có thể nói là siêu đẹp và siêu mới. Và toàn những đồ bình dân và đến đồ cao cấp để cho các bác tiện lựa chọn. Thì em Tuyến đầu tiên thì em Tuyến quay luôn cho các bác đến một con Omni 3 trong 1 của Onkyo. Dòng này thì khá là hiếm và nó cũng khá là đặc biệt các bác nhé. Dòng Onkyo có model là CX77. Đấy, CX77 với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn nhé. Cái này là bẩn thì em sẽ lau chùi sau nhé. Toàn bộ này em chưa lau dọn, con này thì hầu như là em chưa lau dọn còn nguyên bụi bẩn. Đấy, con này thì khá là độc đáo và khá độc lạ luôn. Độc đáo này, riêng cửa băng của nó này. Đó, đây là cửa băng của nó này. Cửa băng của nó thì nó lại được thiết kế đẩy ra để vào rất là tiện. Hầu như các bác không nhìn thấy băng đâu. Đấy, ấn một phát là nó nổi ra. Và hoạt động hoàn hảo luôn các bác nhé. Đấy. Này là dây côn loa cũng còn zin nguyên bản luôn mà hoạt động hoàn hảo luôn nhé. Nói rất là tốt luôn, thu phát cực kỳ tốt. Đấy, tôi đi tôi lại này. Đấy, tôi đi tôi lại này. Cực kỳ là ok luôn. Hàng cơ này siêu bền luôn nhé. Đấy. Con này thì nó sử dụng kéo bằng lò xo nên là rất là bền. Đấy, các bác chỉ cần nhấn là nó ra. Đấy. Rất là tiện để cho các bác chơi. Và radio con này cực kỳ là nét luôn nhé. Đấy, radio này. Đây là giải đài. Đấy, giải đài radio. Rất là ok luôn. Đây, đấy. Khi các bác tắt đi thì cái ở đây là nó là một cái bóng điện luôn. Đấy, tắt đi thì khi bật điện thì nó sẽ sáng. Đấy. Với thiết kế cực kỳ chất lượng và ấn tượng. Và dòng này nó chạy STK các bác nhé. Con này nó chạy STK. Còn 3 trong 1 này cực kỳ độc đáo. Mà con này các bác đánh bắt 2530 đều rất ok luôn nhé các bác nhé. Con này mới bắt đánh bắt 2530 đều ok hết. Đánh rất là khỏe luôn. Chỉnh bắt check lau nớt đầy đủ các bác nhé. Một con Omni 3 trong 1 rất là đẹp. Size của nó là size 45 các bác nhé. Size 45. Cầu loa của nó đây. Rất là chất lượng luôn. Con này thì nó đánh từ 6 ohm các bác nhé. Từ 6 ohm trở lên. Đó. Công suất tiêu thụ thì chỉ có 40W. Nhưng mà công suất ra loa cực kỳ khỏe. Đủ cho các bác đánh những đôi bát 2530. Đây là ngõ tín hiệu vào. Để cho các bác cắm điện thoại hay là cắm tivi. Rất là tiện. Đó. Máy em bao zin bao đẹp luôn. Và với con Omni 3 trong 1 như này. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 3 triệu đồng nhé. Đấy. Cực kỳ độc lạ. Đấy, các bác nào chỉ yêu thích chơi tappe chứ cái gì rất là ok luôn, rất là hay và rất là chất lượng luôn. Đó, với mức giá chỉ có 3 triệu đồng. Tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con Omni Pioneer, có thể nói là siêu đẹp, siêu mới rồi. Đấy, các bác nhìn nhé, từ mặt mũi này, núm này, của nó như mới tinh luôn. Quá đẹp và quá mới luôn. Dòng này có model là Pioneer A700. Đó, con này thì lau nớt đầy đủ các bác nhé, lau nớt đầy đủ, đánh hai cầu loa A và B, A cộng B. Con này thì thiết kế một bộ máy thì cực kỳ là đồ sộ và rất là chất lượng luôn. Các bác nhìn hai quả tụ còn to hơn hai non bia luôn này, một biến áp khủng luôn. Đó, và toàn bộ là đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản luôn nhé, từ đèn 5 chân và đèn thúc xanh đen zin tuyệt đối, không một mối chấm hẳn nào. Máy móc này em bao zin bao đẹp, từ sassy này như mới tinh luôn, quá mới luôn. Đó. Đấy. Đít đáy không có rung rỉ một chỗ nào luôn các bác nhé. Đấy, đít đáy là không có rung rỉ như mới tinh luôn. Giáp của nó mạ vàng chóe luôn này. Đấy, còn mạ vàng chóe luôn. Dòng Pioneer A700 con này thì công suất lên đến 250W các bác nhé. 250W thoải mái cho các bác đánh những dòng loa hạng nặng. Mà các bác đánh liền lúc hai đôi. Trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, hai cầu loa AB. Đó, con này thì quá mới và quá đẹp luôn. Đây. Con này thì máy của nó thì như mới tinh luôn. Đấy các bác nhé, không một mối chấm hạn nào. Toàn bộ là nó đánh 8 sò nhé, 8 sò nick 2 vít to nhé các bác nhé. Sò này sò đại nhé. Toàn bộ là 8 sò nick. Đấy, xanh đen 2 vít này. Máy này, toàn bộ này, sassy này. Quá mới luôn. Đó. Các bác nhìn 8 con sò nó đủ đã mắt rồi. 8 con sò này thì nó tương tự như ở trong 7800 mắc đôi ấy. 7800 mắc đôi chơi có 4 con mà con này chơi 8 con luôn. Toàn bộ mới đẹp tính con luôn.
Đấy, chassis thì cực kỳ mới, toàn bộ mới. Con này thì đánh chất âm rất là hay, rất là mềm luôn, chất âm cực kỳ là mềm mại luôn. Đó. Và tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Và với con âm đi Pioneer A700 đẹp xuất sắc như này, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 4.700.000 đồng. Chỉ có 4.700.000 đồng cho một con âm đi cực kỳ khủng, bê nệ khệ luôn các bác nhé. Con này nếu nó nặng là gấp 2 lần so với 7.800 bắc đôi. Đó, và với mức giá chỉ có 4.700.000 đồng. Một con âm đi mới đẹp xuất sắc luôn. Đó, dòng Pioneer A700 con này đánh thì cực kỳ nồi đồng cối đá này, rất là bền bỉ luôn. Đó. Tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con Pau đến từ thương hiệu của Yamaha. Dòng này có model là P2100 các bác nhé. P2100. Con này với thiết kế rất là ấn tượng luôn. Ngay trên mở máy là các bác nhìn một cái biến áp to và hai quả tụ còn to hơn hai non sữa của ông Thọ luôn nhé. To hơn hai non sữa ông Thọ chứ đừng nói đến non bia. To khủng khiếp luôn. Và đặc biệt con này nó đánh 8 sò các bác nhé. Con này đánh 8 sò. Đây em sẽ mở ra để cho các bác xem. Bên này em chưa tháo sò để cho các bác xem. Đấy. Con này nó đánh sử dụng đến 8 sò sắt. Mỗi một kênh của nó là 4 con. Con này đánh tiếng thì cực kỳ là chất lượng rồi. Rất là hay. Đấy, 8 con sò săn ken nhé các bác nhé. Đấy, 8 sò săn ken em bao zin tuyệt đối luôn. 8 con sò săn ken này. Đấy, hai thiết kế hai volume riêng biệt. Để đánh cho hai kênh với tình trạng là cũng là đẹp xuất sắc rồi. Đẹp xuất sắc như mới rồi. Đấy, ở đây thì nó cũng là hai qua 4 con sò săn ken ở đây. Đấy. Em sẽ mở luôn cho các bác xem. Đấy, toàn bộ là mua máy của em Tuyến là các bác sẽ được xem đầy đủ kỹ càng luôn. Không thiếu một chỗ nào. Đấy, 8 sò săn ken này. Máy này bao đẹp bao mới luôn. Đẹp kính cong luôn. Và con này được thiết kế là hai cầu loa hai bên. Và nó sử dụng dắt Canon hoặc là dắt hoa sen thông thường, rất là nhiều dắt để cho các bác lựa chọn. Con này tuy công suất tiêu thụ chỉ 200W nhưng mà công suất ran loa đi lên đến 180W một kênh các bác nhé. 180W một kênh đủ cho các bác đánh những dòng loa bass 40 không phải nghĩ. Mà con này thì các bác nghe hay, hát karaoke cực kỳ là tuyệt vời luôn các bác nhé. Nghe cũng hay mà hát karaoke cũng rất là đã luôn. Con này hát karaoke thì nó là mỹ mãn rồi. Mà nghe nhạc con này thì đánh cực kỳ nội lực luôn. Và dòng Yamaha những dòng này nó không có quạt gió, những Pau đẩy này nó không có quạt gió. Nên là các bác nghe nhạc hay và các bác hát karaoke cũng rất là tốt luôn. Và với con Pau Yamaha P2100 thị trường đang bán 6.500.000, hôm nay em Tuyến vẫn để cho các bác với mức giá 4.800.000 đồng nhé. 4.800.000 đồng cho một con Pau cực kỳ chất lượng luôn. Em bao zin bao đẹp luôn, chưa một mối chấm hàn nào. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Từ cầu loa này nhìn đó đủ đã mắt rồi. Các bác chơi nhạc hay, nghe hay và bày cũng đẹp. Và những chơi những dòng này thì nó là chấm hết rồi. Đó, toàn bộ em bao zin bao đẹp. Với mức giá là chỉ có 4.800.000 đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni. Con này thì chắc là cũng không phải quảng cáo nhiều. Đấy, dòng Pioneer SA 7.800 bắc đôi các bác nhé. Với tình trạng này, các bác nhìn nhé, núm niếc này, mặt mũi này cực kỳ là đẹp luôn. Các bác nhìn độ chóe như những bộ núm của em này. Đó, các bác có thể xăm soi thoải mái. Riêng núm niếc này không một vết xước nào. Núm quá đẹp, quá mới luôn. Đấy. Những cái cạnh trên này thì khi người ta để đồ lên thì nó không thể tránh khỏi một vài cái vết xước răm ở cạnh trên này nhé. Nhưng mà nó ở cạnh trên thì không quan trọng gì. Đó, thì nó ở cạnh trên này, em lười em không muốn đánh đi thôi. Còn sao ấy, còn để nguyên vậy. Đấy, còn như đấy em có nói luôn là những cạnh trên này thì không thể tránh khỏi những vết xước răm đấy. Còn toàn bộ máy này em bao đẹp bao mới luôn. Đấy, từ những cái bộ cáp bẹ này của nó này. Và không thể thiếu đến những cái con sò huyền thoại của Pioneer. Nó chạy sò 2SA10 1075 và 2SC2525 các bác nhé. Đó.
toàn bộ là zin, kể cả đèn 5 chân này vẫn là còn zin nguyên bản luôn, chứ đừng nói là đồng chạm thay một con gì các bác nhé. Đấy, toàn bộ này em bao zin tuyệt đối, máy cực kỳ đẹp, sắt xi vàng này. Đấy, các bác nhìn nhé, sắt xi vàng này, vàng 7 màu này, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, sắt xi vàng 7 màu luôn, từ đít đáy này, rất là đẹp luôn, toàn bộ là rất là đẹp luôn. Đó, con này thì từ đít đáy này, không có từ rôm rỉ bất kể một chỗ nào, rất là đẹp và rất là mới luôn. Đánh hai cầu nó A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Và con này thì công suất vẫn là 155W các bác nhé. Những con này thì nó đã đi vào huyền thoại rồi, bởi vì nó quá dễ ghép loa, không kén bất kể một dòng loa nào, loa nào nó cũng đánh rất là ok luôn các bác nhé. Con này thì loa nào nó cũng đánh rất là ok, và với tình trạng thì đẹp xuất sắc rồi. Đó, các bác nhìn từ độ núm niếc này của nó thì quá mới luôn này. Đấy, mới đẹp keng luôn. Và với con Omnipioner SA7800 Mark II, hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá chỉ có 9 triệu đồng nhé. 9 triệu đồng cho một con Omnipioner SA7800 Mark II, không thể rẻ hơn được nữa. Đó, không thể rẻ hơn được nữa. 7800 Mark II đẹp kính con này, với mức giá chỉ có 9 triệu đồng. Đó, chỉ có một con duy nhất. Chỉ có một con duy nhất. Em nói luôn là chỉ có một con duy nhất với mức giá chỉ có 9 triệu đồng. Đó, không thể rẻ hơn được nữa. Bao zin bao đẹp. Zin từ con ốc luôn. Đó, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn. Đèn thúc, hai bóng đèn xanh còn zin nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, bóng đèn xanh còn zin nguyên bản luôn nhé. Toàn bộ này em bao zin tuyệt đối luôn. Đó. Đấy, các bác nhìn nhé. Zin từ bóng đèn trở đi này. Đấy, từ em nó nói luôn là con này zin từ con ốc. Đấy, với mức giá chỉ có 9 triệu đồng nhé. Và tiếp tục em Tiến giới thiệu đến cho các bác với một phiên bản đặc biệt của con Omnitechnic. Con này thì nó sử dụng mặt vàng gold các bác nhé. Mặt vàng gold nhẹ. Đấy, một dòng cao cấp của Technic. Dòng này có model là SU4600. Con này thiết kế thì mặt vàng gold nhẹ nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn nhé. Đây là mặt trắng của Pioneer thì nó sẽ như này. Còn dòng này thì đây này, các em sẽ để gần cho các bác xem. Đấy. Con này nó sử dụng mặt vàng gold nhẹ luôn này. Đấy. Rất là đẹp và rất là sang chảnh luôn. Và với thiết kế rất là ấn tượng luôn. Và niền núc các bác có thể chơi được cho em 8 quả loa các bác nhé. Chơi con này được, chơi được 8 quả loa. Đó. Nó thiết kế rất là hay. Và không có con âm ly nào có được, mà ngay cả tại thị trường nước ngoài cũng rất là chuộng luôn. Bởi vì con này về cái độ đẹp và cái sự tinh tế nó mang lại cho các bác, để cho các bác chơi rất là hay. Đó, nó được đánh 8 con sò này, 8 sò sắt này. Đấy, các bác nhìn nhé, 8 con sò sắt, mỗi một cái như này là 2 con. Đấy, các bác nhìn nhé, trên dưới 2 con này, 2 con này. Đấy, 8 sò sắt nhé. Đấy, các bác nhìn 8 sò sắt thì các bác cũng đủ biết. Một cái biến áp khổng lồ và 2 quả tụ này, như 2 non bia luôn. 2 quả tụ như 2 non bia 33. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Toàn bộ tụ này, máy rất thiết kế rất là ấn tượng luôn. Và con này ngay cả tại thị trường eBay bây giờ nó khá là đắt, bởi vì nó rất là chất lượng. Con này thì ngoài volume này ra thì nó có một cái khống chế để cho các bác khống chế volume các bác chơi. Khi các bác vặn đến đâu thì nó khóa đến đấy nhé. Đấy, cái này trong này bác vặn đến đâu thì nó khóa đến đấy. Đó, bác để nước số 3 thì khi bác vặn đây là nước 3 nó sẽ chặt tay lại, không thể vặn được nữa. Và con này nó chỉ điều chỉnh cho mình hai kênh riêng biệt này. Chỉnh bát check đều là riêng biệt. Đấy, nâu nớt này. Nâu nớt này. Đấy, nó nhiều chế độ đánh. Rất là hay. Đây, em cho các bác xem nhé. Riêng con này nếu mà các bác mà bây giờ đấu giá em ai vào, về đến nhà các bác cầm chắc cho em là bây giờ là nó rơi vào tầm là 30 con này rơi vào tầm 34 triệu. 35 triệu về đến nhà nếu mà các bác mà mua một con này tại thị trường eBay. Mà ngay cả các bác mua tại Nhật, những cái con mà nó nỗi nó cũng phải bán cho các bác là trên 100.000 yên một con này. Đó, trên 100.000 yên cho một con Technic phiên bản đặc biệt như này. Đấy. Đây, các bác nhìn nhé, niền núc các bác chơi cho em là 8 quả loa. Con này thì đánh trở kháng từ 4 cho đến 16 ohm. Riêng các bác yên tâm, các bác chơi con này các bác chơi cho em 8 quả loa luôn mà không phải nghĩ. Đấy, ở đây thì nó chế độ đánh
hai đôi và một đôi đấy, rất là tiện để cho các bác lựa chọn. Đấy, ngoài ra nó có cả cầu chữ U để cho các bác có thể làm rề riêng biệt luôn, các bác có thể làm một cái bộ rề riêng biệt chơi một con âm ly khác mà không cần phải động đến tháo cái rề của con âm ly này ra, rất là chất lượng luôn. Đấy, với thiết kế tổng thể thì rất là chất lượng luôn. Và cái ưu điểm của con này thì các bác chơi cho em được là 8 quả loa thì các bác đủ hiểu nó chất lượng đến cỡ độ nào. Đó. Và với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Hôm nay em sẽ để cho các bác một cái mức giá thì cực kỳ là yêu luôn. Đấy, để cho các bác chơi. Đó, toàn bộ này em bao zin bao đẹp luôn này. Các bác nhìn nhé. Toàn bộ này em bao zin bao đẹp. Đấy, mặt vàng gôn nhẹ nhé. Rất là sang chảnh và các bác chơi hay bài đẹp. Và với con âm ly Technic SU4600 hôm nay em tuyến để cho các bác với mức giá là 5 triệu 800 nghìn đồng. Hôm nay em xả giá để cho các bác với mức giá chỉ có 5 triệu 800 nghìn đồng nhé. Mà em bao đẹp cho các bác mỹ mãn luôn này. Đấy, như mới tinh, bao zin tuyệt đối luôn. Và ưu điểm là đánh 8 loa, hai quả tụ nhìn đã bắt rồi. Rất là chất lượng luôn. Đó, với mức giá chỉ có 5 triệu 800 nghìn đồng. Để cho các bác chơi, xả giá cho các bác chơi 5 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. Đó, bao zin bao đẹp luôn. Cực kỳ chất lượng. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một model có thể nói là đầu bảng của Onkyo. Mà các bác những chơi những dòng loa Anh thì không thể thiếu những con này. Một phiên bản cực kỳ đặc biệt của Onkyo. Dòng Onkyo A711/150 các bác nhé. Đó, A711/150. Tức là con này nó công suất ra loa nó làm 150W một kênh. 150W một kênh các bác nhé. Đánh trở kháng từ 4 ôm. Và với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn, các bác nhìn nhé. Một cái bộ máy của nó về hàng bãi về đẹp kính con luôn này. Từ cái bộ núm của nó nhìn đã đủ đã mắt rồi. Núm niếc này của nó thì nó đã quá chất lượng. Mà phiên bản này là nó là một phiên bản đặc biệt của Onkyo. Đấy. Và đây các bác nhìn nhé. Nó đánh đến 12 con sò. 12 sò Toshiba chữ đỏ. Đấy. Em bao zin tuyệt đối, không có một mà vặn, có một cái tô vít nào vặn vào ốc của nó nhé. Đấy. Em bao zin tuyệt đối luôn. Các bác nhìn đã đủ đã mát chưa? Một con âm ly mà nó thiết kế đến 12 con sò sắt thì các bác đủ hiểu nó chất lượng đến cỡ độ nào. Đấy, toàn bộ là đẹp xuất sắc luôn. Và cầu loa thì nó lại bắt ở đây, đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Con này có cả cổng rê bao để cho các bác làm rê làm bao, rất là tiện luôn. Đó, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Và một phiên bản rất là đặc biệt của Onkyo. Đấy. Con này là một model đầu bảng luôn nhé. Em Tuyến nói rõ luôn, nó là một model đầu bảng của Onkyo, không thể con nào cao cấp hơn được nó. Và đặc biệt con này nó đánh không kén bất kể dòng loa nào. Những dòng loa Nhật này, những dòng loa Mỹ này. Mà đặc biệt là con này các bác chơi dòng BGV kép thì không bao giờ thể thiếu được những con Onkyo này. Nó là đối tác chặt chẽ và rất là hợp ăn ý với lại những dòng loa của Anh Quốc các bác nhé. Như dòng BGV kép. Đó, đánh những con này thì em bao phê luôn. Đấy, hai ma gỗ của nó này, hai ma gỗ của nó hai bên này. Cực kỳ đẹp luôn, rất là sang chảnh luôn. Rất là đẹp luôn. Và con này nói thật là nhiều bác có tiền chưa chắc đã mua được nó, bởi vì nó cũng khá là hiếm ở trên thị trường. Đó, nó có khá là hiếm trên thị trường. Đấy, một phiên bản rất đặc biệt của Onkyo, dòng Onkyo A711/150. Và nói thật là từ lúc em buôn đồ âm thanh giờ con này em mới về là được con thứ hai. Em nói rõ luôn là bây giờ con này mới về là được con thứ hai các bác nhé. Đó, đánh hai cầu loa A và B và rất là chất. Và con này các bác chơi thì cực kỳ là phê, ngay cả những chuyển mạch bác check của nó đánh cực kỳ là phê luôn. Đó, với thiết kế rất là đẹp và rất là ấn tượng luôn. Một phiên bản cao cấp nhất của Onkyo. Đó. Đấy, các bác nhìn nhé, rất là đã mắt luôn. Ở đây thì nó sẽ có cái nồng đậy ở bên ngoài này các bác nhá. Nó có một cái nồng đậy bên ngoài, nhưng mà em tháo ra để em quay cho các bác xem. Và ở trên chốc này nó có một cái miếng gỗ để đặt lên đây nữa. Nó có cả một miếng gỗ đặt lên đây nữa. Rất là chất lượng luôn. Đó. Con này máy thì nó hơi khó tháo một chút nên là em không tháo máy. Bởi vì đây nó sò nó đã nổ thiên ra bên ngoài rồi.
thì em chỉ quay sò chi tiết là toàn bộ là sò zin để cho các bác chơi đấy, toàn bộ là sò zin để cho các bác chơi thôi, em bao zin tuyệt đối luôn, không có một chấm mút gì vào đây đó. Và với mức giá hôm nay em tuyến để cho các bác với mức giá là 16.800.000 đồng cho con Ami Onkyo A711/150 này các bác nhé. Đấy, một con phiên bản rất đặc biệt mà với mức giá chỉ có 16.800.000 đồng. Đó. Thì hôm nay em tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em tuyến theo số điện thoại của em là 0917 838 969, Zalo của em là 0129984 8869, và Zalo của em cũng là số điện thoại 0917 838 969 nha. Các bác chịu khó kết bạn với em với số 0917 838 969, địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và 6 sản phẩm này các bác nào có nhu cầu mua bên em, đối với những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng, và đối với những sản phẩm trên chục triệu tối thiểu các bác cọc trước cho em 1.000.000 đồng để em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ giá em tuyến vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào alo luôn cho em tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và em tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em tuyến. Em tuyến kính chào các bác.